Trang phục luôn mang ý nghĩa quan trọng trong các ngày lễ Tết của đồng bào các dân tộc thiểu số. Khi đời sống kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về trang phục của người dân cũng phong phú hơn. Từ đó, thị trường trang phục truyền thống ở các phiên chợ vùng cao cũng sôi động hơn. Ghi nhận tại Simacai, tỉnh Lào Cai. Giữa trung tâm chợ phiên Simacai, các mặt hàng trang phục Mông từ truyền thống đến cách tân được bà con từ khắp các xã mang về đây bán. Bên cạnh may theo đơn đặt hàng của khách, hôm nay chị Giang Thị Báo mang đến chợ 6 cái váy Mông truyền thống. Hơn 20 năm theo nghề, mỗi chiếc váy đều được chị Báo phối màu, thêu may theo một kiểu dáng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách. Từ sáng đến giờ mình bán được 5 cái váy rồi. Trung bình mỗi phiên chợ như thế này thì mình bán được tầm 10 triệu gì đó. Nếu tính lãi thì được tầm 5 triệu đồng. Bây giờ người Mông mình nhiều người biết may trang phục và nhiều kích cỡ khác nhau, nên mình đi mua quần áo Tết cho các con cũng dễ hơn, mẫu mã cũng đa dạng hơn. Bên cạnh váy áo truyền thống, những bộ trang phục Mông cách tân, sặc sỡ, sắc màu cũng thu hút nhiều người mua, đặc biệt là giới trẻ. Bán hàng tại các chợ phiên, vợ chồng chị Cư Thị Sung còn ứng dụng mạng xã hội để tăng lượng khách và doanh thu. Mỗi bộ trang phục từ truyền thống đến cách tân có giá trung bình từ 1,5 triệu đến cả chục triệu đồng. Trung bình mỗi năm, gia đình chị có lợi khoảng 100 triệu đồng từ nghề may trang phục. May thì may gửi cho khách thôi, bây giờ may bán ở đây thì ít, nhưng may gửi cho khách thì nhiều. Cố gắng may được nhiều thì mình lại thuê người ra đây giúp, với lại sâu hà với lại may cùng. Bà con thì rất là phấn khởi, nhộn nhịp đến để chuẩn bị cho những cái trang phục để cho ngày lễ ngày Tết, là để cho các cháu là mặc để vào những cái lễ hội rồi thăm anh em bạn bè. Đồng thời từ cái đó thì cũng là giữ gìn được cái bản sắc văn hóa. Với người Mông, Tết đến phải có quần áo mới. Cũng vì lẽ đó, những ngày chuẩn bị vui Tết đón xuân, thị trường trang phục càng sôi động, văn hóa trang phục theo đó cũng được tiếp sức trên hành trình bảo tồn.